Vibo Mũi Né, chúng tôi đã tới đây. Yeah 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 yeah. Ôi khách sạn đẹp quá, đẹp quá. Đi vô check in thôi cô Win ơi. Đến đây thì mình thấy các bạn phục vụ rất là chu đáo. Vừa tới check in một cái là được một ly nước chanh xả mát lạnh. Trời ơi, nó ngon gì đâu á. Get go, lên nhận phòng thôi. Mình đẹp lắm. Rồi, chúng ta vào phòng thôi. Mở rèm lên nào. Ok. Ok, okay. Nghe bác luôn. Okay. Okay. Quá đẹp rồi Huynh ơi. Vâng. Trời ơi, được một dĩa trái cây thiệt là to bự nè. Wow. Ôi, gì á. Ơi. cho nên là hôm nay là tụi em cũng lựa chọn được một khách sạn mà tụi em cảm thấy rất là hài lòng về cái không gian và về cái phục vụ nữa.